Con biết bây giờ mẹ chớ tin con. Khi thấy mai đào nở vang bên nước. Và chúng ta lại gặp gỡ nhau trong radio tiếp theo của chúng tôi. Radio từ CBaller TV số 3. Thật sự là không khí mà gần Tết của chúng ta hôm nay thì cũng không ấm áp lên thêm một cái chút nào, nó còn lạnh lẽo thêm. Nhưng mà hôm nay tại đây CBaller TV, chúng tôi sẽ làm cho các bạn cảm thấy kết nối với nhau. Và thật là đặc biệt, chúng tôi được biết rằng là hôm nay ngoài tôi thì còn có một MC khá là mới mẻ trong các số radio trước. Và chúng ta hãy cùng chào đón Trey đi. Xin chào mọi người, mình là Trey đi, aka Young Ship. Mình đến từ CBaller Entertainment. Tâm trạng bây giờ của mình rất là vui vì đây là lần đầu tiên mà mình được phỏng vấn trực tiếp trên chương trình radio của CBaller. Thời tiết ở bên ngoài bây giờ rất là mát mẻ, chắc là do Tết sắp đến rồi. Thì không biết là các bạn đã chuẩn bị được cái gì chưa, nhưng mà Ship thì chưa chuẩn bị được gì hết. Hay dù sao thì năm mới cũng sắp đến rồi, thì mình cũng xin chúc cho các bạn có một cái Tết thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bạn bè và người thân của mình. Cũng xin cảm ơn bạn Trey đi rất là nhiều. Và chủ đề của số radio thứ 3 của chúng tôi hôm nay sẽ là chủ đề về mùa xuân. Và mùa xuân của chúng ta thì như các bạn đã biết, tại Việt Nam thì cũng có rất là nhiều những cái nền văn hóa khác nhau, rồi mọi người du xuân theo các kiểu. Đây thì chúng tôi chỉ có ăn nhậu rồi đánh bài đánh bạc rồi mang quần tà lọn về nhà thôi, chứ không có vấn đề gì là vui hết á. Vấn đề mình vui nhất của mùa xuân đó là mình được đi mình chánh lột tiền lì xì của mấy thằng nhóc á, hiểu không? Mình dụ nó là mình làm mấy cái trò bầu cua, mình lừa gái, mình làm ba cái thứ rồi không, nhưng mà cũng rất là vui trong cái mùa xuân này. Thì không biết là bạn Shady có những cái câu chuyện gì kể cho các bạn thính giả nghe về cái mùa xuân của mình trong quá khứ giống như là hiện tại của chúng ta không ạ? Xin mời bạn Trey đi. Thì nói chung là mỗi khi mà xuân đến thì Trey đi rất là ấn tượng với mùa xuân. Mình rất là vui. Vâng. Mình thích mùa xuân lắm. Mình thích Tết lắm luôn á. Vâng, mình thích thiệt á. Mình thích lắm luôn á. Vâng, vâng, tôi hiểu, tôi hiểu. Khi mà mùa xuân đến là mình được ngồi trong những cái sòng bạc đỏ đen. Mình rất là thích cái điều đó, tại vì ở nơi đó thì mình có thể phô bày, phô trương được cái khả năng, cái tài năng của mình ra. Tại vì mình đã không giấu như các bạn, mình đã trải qua khóa 3 tháng đào tạo về cái bộ môn chuyên về đánh bài bên Thái Lan, nên mình rất là tự tin trong những khi mà xuân về như thế này. Rất là hay, các bạn cũng đã biết được thêm một cái điều mới về JD của chúng ta, là ngoài việc lừa đảo đánh bài thì đó cũng là một cái công việc chính kiếm thêm trong cái mùa xuân của anh. Và để cho các bạn không chờ lâu nữa thì chúng tôi xin gửi tặng cho các bạn một bài hát về mùa xuân rất là hay. Và đó là bài gì thì chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Và chúng ta cũng đã biết được giọng hát đó là của ai rồi phải không ạ? Shady của chúng ta đấy ạ. Một bài hát rất là hay và tôi rất là thích bài đó. Bởi vì điều đơn giản là tôi mít bài đó mà. Không thích mới lạ. Vậy thì xin anh Shady hãy cho các bạn thính giả được biết cái bài hát này nó ra đời
như thế nào. Và trong cái thời gian mà anh làm những cái bài hát này thì anh đã tìm kiếm những cái cuộc tình như thế nào, những cái lời nói như thế nào để cho làm cái bài hát nó trở nên phong phú. Vậy xin nhường lời lại cho anh JD. Để hoàn thành được cái lời bài hát này thì tôi đã chuẩn bị trong một lời bài hát trong vòng 12 năm rưỡi. Đó là những xuất phát từ những cuộc tình của tôi. Đó là những cuộc tình mà tôi không thể nào mà quên. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu những cuộc tình của tôi qua những ca khúc mà tôi đã thể hiện thì các bạn hãy vô trang facebook.com CBaller Entertainment. Và tôi cũng xin nhắc lại thêm một lần nữa địa chỉ Facebook của CBaller Entertainment là www.facebook.com CBaller ENT.